Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hà Nội phong tỏa 2 chợ đầu mối. Hà Nội thêm 45 F0 xác nhận chùm 20 ca tại công ty thực phẩm. Bộ trưởng Y tế, biến thể Delta lây nhanh, mạnh, lan rộng và khó kiểm soát. Số người tiêm vaccine COVID-19 trong một ngày tại thành phố Hồ Chí Minh cao kỷ lục. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, chính quyền Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, chợ Minh Khai, Bắc Từ Liêm ngày 1 tháng 8 do liên quan đến các ca nghi mắc COVID-19. Sáng ngày 2 tháng 8, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm cho hay quyết định phong tỏa tạm thời chợ đầu mối Minh Khai 136 đường Cầu Diễn được đưa ra vào đêm sau khi ngành y tế xác định một ca nghi nhiễm là hộ kinh doanh tại đây. Chợ dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới, các hộ kinh doanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu có dấu hiệu bất thường như là ho, sốt, phải báo ngay cho trạm y tế phường nơi cư trú. Chợ đầu mối Minh Khai rộng 30.000m² với gần 1.000 hộ kinh doanh. Mỗi ngày có khoảng 250 tấn nông sản, thực phẩm được vận chuyển đến đây từ một số huyện như Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Ba Vì, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và tỉnh Vĩnh Phúc. Tại quận Nam Từ Liêm, ngày 1 tháng 8, chính quyền phong tỏa tạm thời chợ đầu mối và chợ dân sinh Phùng Khoang, phường Trung Văn để lấy hơn 530 mẫu xét nghiệm cho tiểu thương. Ca nghi nhiễm ở chợ Phùng Khoang là nữ 39 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín. Hàng ngày chị lấy rau tại chợ Vồi, huyện Thường Tín lên bán tại chợ Phùng Khoang khoảng 4 đến 8 giờ. Ngày 27 tháng 7 chị đau lưng, mọi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30 tháng 7 thì sốt ho. Chị đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp khám làm test nhanh và PCR đều có kết quả dương tính. Chúng tôi đã phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày, giờ cụ thể và điều tiết các chợ dân sinh trong khu vực. Vì vậy, phường vẫn đảm bảo nhu cầu mua thực phẩm của người dân, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn cho hay. Chợ Phùng Khoang gồm hai khu vực chợ đầu mối chuyên doanh hoa quả và chợ dân sinh bán quần áo, thực phẩm. Diện tích hơn 13.500m² với gần 600 hộ kinh doanh. Tại chợ đầu mối Long Biên, quận Ba Đình, đêm mùng 1 tháng 8, khu vực bán hải sản bị phong tỏa tạm thời. Nhân viên y tế phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm 260 tiểu thương sau khi xác định một trường hợp dương tính với nCoV. Ca nghi nhiễm là nữ 32 tuổi, bán tôm cá, thường xuyên lấy hàng ở chợ Tam Hiệp và chợ Long Biên. Ngày 31 tháng 7, chị được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với nCoV, đã xét nghiệm và khẳng định PCR. Khu vực bán hải sản nằm tách biệt nên các khu vực khác ở chợ Long Biên vẫn hoạt động bình thường. Chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình hình thành từ năm 1992 là một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội với tổng diện tích hơn 27.000m², chuyên buôn bán các loại hoa quả, nông sản và thủy sản. Trước đó, 22 giờ tối ngày 27 tháng 7, chợ đầu mối phía Nam quận Hoàng Mai đã đóng cửa sau khi phát hiện một người bán chứng nhiễm nCoV. Hiện Hà Nội có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hóa bình ổn, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa. Thành phố cũng bố trí cho 1.920 địa điểm tại các quận, huyện làm kho dự trữ hàng, mở thêm các điểm bán hàng cố định và điểm bán hàng lưu động khi cần thiết. Tổng số ca nhiễm của Hà Nội trong đợt dịch thứ 2 là 1.292 ca, trong đó có 789 ca cộng đồng, 503 ca phát hiện trong khu cách ly. Hà Nội thêm 45 F0 xác nhận chùm 20 ca tại công ty thực phẩm. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 45 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 38 ca phát hiện tại cộng đồng. Phân bố các ca dương tính mới theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát 41 ca, liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ Đống Đa 1 ca, Tân Mai Hoàng Mai 1, 90 Nguyễn Khuyến 1, sàng lọc ho sốt 1. Thông tin cụ thể 45 ca F0 mới ghi nhận như sau. Thuộc chùm ho sốt thứ phát, 41 ca dương tính SARS-CoV-2 có địa chỉ tại Hoàn Kiếm 13 ca, Đống Đa 2 ca, Hai Bà Trưng 14 ca, Long Biên 3 ca, Thanh Trì 2 ca, Hoàng Mai 3 ca, Đông Anh 2 ca và Thạch Thất 2 ca.
Đáng chú ý là có 20 trường hợp là người làm cùng công ty thực phẩm TN có địa chỉ tại ngõ 651 Minh Khai, Hai Bà Trưng. Dân Trí đã đưa tin bước đầu vào tối ngày 1 tháng 8. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời ngõ 651 Minh Khai, có khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu. Chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ. Bệnh nhân DND, nữ sinh năm 2002, địa chỉ tại Tân ấp Phúc Xá, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NTTH. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 1 tháng 8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính. CDC Hà Nội thực hiện. Chùm Tân Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân CNV, nam sinh năm 2009, địa chỉ tại An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 62.831, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày 21 tháng 7. Ngày 1 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. CDC Hà Nội thực hiện. Chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa. Bệnh nhân LTL, nữ sinh năm 1975, địa chỉ tại Kim Liên, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 53.850, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện tiêu chảy. Ngày 1 tháng 8, được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính. CDC Hà Nội thực hiện. Chùm sàng lọc ho sốt. Bệnh nhân NTC, nữ sinh năm 1955, địa chỉ tại ngõ 154 Thụy Khuê, Tây Hồ. Bệnh nhân vào bệnh viện tim Hà Nội trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch. 3 ngày trước đó có rối loạn tiêu hóa, sốt, được làm test nhanh kháng nguyên, âm tính và cấp cứu, nhưng sau đó ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4 giờ sáng ngày 1 tháng 8. Bệnh nhân được lấy mẫu làm khẳng định kết quả dương tính, bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 1.292 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 789 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 503 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy cũng vừa có thông báo tìm người đã đến chợ Đồng Sa Mai Dịch Cầu Giấy trong thời gian từ ngày 23 đến 30 tháng 7. Những trường hợp này cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn cư trú hoặc gọi điện thoại đến số 0949 396 115 CDC Hà Nội để được tư vấn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Bộ trưởng Y tế, biến thể Delta lây nhanh, mạnh, lan rộng và khó kiểm soát. Trong thời gian ngắn, số ca mắc tăng rất cao, các địa phương phải chuẩn bị cho một trận chiến không những phải nhanh hơn, mạnh hơn mà còn bền bỉ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết. Sáng ngày 2 tháng 8, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến và tập huấn về tăng cường công tác điều trị, hồi sức tích cực trong phòng chống dịch COVID-19 tại điểm cầu Bộ Y tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị kết nối đến hơn 700 điểm cầu trong cả nước. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng cho biết, chỉ trong một thời gian rất ngắn, số ca mắc tăng rất cao, biến thể này Delta lây nhanh, mạnh, lan rộng và khó kiểm soát. Không những thế, nó còn kéo dài. Chúng ta rất khó đưa con số mắc về con số 0, nhất là những địa bàn đang ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này như là thành phố Hồ Chí Minh hay một số địa phương khác. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị cho một trận chiến không những phải nhanh hơn, mạnh hơn mà còn phải bền bỉ. Trong thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục công cuộc phòng chống dịch, Bộ trưởng nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng, có nhiều bài học, kinh nghiệm về phòng chống dịch cả thành công, thất bại mà các địa phương cần tiếp thu để chuẩn bị cho địa phương mình. Làm sao khi dịch xảy ra như Thủ tướng đã nói không có hoảng loạn, không có ngỡ ngàng, không có hoang mang? Đây là điều chúng ta phải hết sức lưu ý. Trong đợt dịch thứ tư này, ở một vài địa phương rất cố gắng, nhưng khi dịch xảy ra vẫn có cái chuẩn bị chưa chu đáo, Bộ trưởng nói. Có rất nhiều địa phương có cách làm hay trong phòng chống dịch, nhưng cũng có nhiều địa phương trong xây dựng kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn đã chưa tính hết những tình huống có thể xảy ra, dù Bộ Y tế đã cảnh báo rất nhiều lần về biến thể Delta. Bộ trưởng cho rằng hầu hết tại nhiều địa phương, kịch bản chuẩn bị đều thấp hơn thực tế. Có địa phương chuẩn bị kịch bản cao nhưng cũng chưa có tính thực tế. Vì thế, các địa phương cần hết sức lưu ý đến năng lực ứng phó, đặc biệt trong vấn đề xét nghiệm và điều trị. Quan điểm chung là phải 4 tại chỗ. Thực tế, một số địa phương khi xảy ra dịch đều rất khó đáp ứng theo tốc độ lây nhiễm, phân tầng điều trị phù hợp, rà soát nhân lực hồi sức. Trong đó, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề điều trị, phải chuẩn bị hết sức bài bản để không bị bỡ ngỡ,
năng lực ứng phó của y tế địa phương chưa đáp ứng khi có nhiều ca nhiễm trong một thời điểm. Vì thế cần chuẩn bị một phương án cao hơn, trong đó có vấn đề tiếp nhận, quản lý các F0 không có triệu chứng, vấn đề điều trị bệnh nhân có triệu chứng ca nặng. Bộ Y tế đã ban hành rõ về 3 tầng tháp trong điều trị. Tầng 1 là quản lý chăm sóc người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, chiếm khoảng 80% số bệnh nhân. Những trường hợp này, các địa phương không nên sử dụng các cơ sở y tế, mà nên lựa chọn đơn vị cách ly là khu vực cách ly F1 nơi lưu trú, có diện tích và khả năng. Với nhóm bệnh nhân này chỉ tiến hành theo dõi, giám sát trong 7 ngày làm xét nghiệm, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết. Tầng 2 là nơi điều trị bệnh nhân có triệu chứng trung bình, cơ sở điều trị là bệnh viện hạng 2, hạng 3, tức là tuyến quận, huyện trở lên. Tầng 3 là tầng điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch. Việc phân tầng điều trị rất quan trọng, trong đó có vai trò điều tiết bệnh nhân đến các tầng phù hợp để tránh đưa bệnh nhân chưa nặng lên tầng cao, tránh để bệnh nhân có nguy cơ tử vong ở tầng 1 và tầng 2. Việc điều phối vận chuyển bệnh nhân, tiếp nhận bệnh nhân phải được thực hiện bài bản, Bộ trưởng Long lưu ý. Quan điểm chung là đưa F0 ra khỏi cộng đồng càng nhanh càng tốt để giảm lây nhiễm trong cộng đồng, làm xét nghiệm sàng lọc tầm soát. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý vấn đề chuẩn bị về nhân lực, máy thở, oxy. Các tỉnh cần rà soát lại hết nhân lực kể cả công tư, số người sử dụng được máy thở, tập huấn và đào tạo nhân lực, làm hồi sức cấp cứu. Số người tiêm vaccine COVID-19 trong một ngày tại thành phố Hồ Chí Minh cao kỷ lục. Theo cập nhật của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 1 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine COVID-19 cho 144.970 người. Như vậy thì tổng số trường hợp đã được tiêm vaccine trong đợt 5 là 767.885 trường hợp. Tốc độ tiêm chủng tại thành phố đang cải thiện rõ rệt, số lượng mũi tiêm tăng nhanh hơn và người trì hoãn tiêm trong đợt này cũng giảm đi nhiều. Qua 4 đợt tiêm, tổng số lượt người đã được tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố là 991.872 người, trong đó có 946.974 người tiêm mũi 1, 44.898 người đã tiêm đủ liều. Đợt 5 của chiến dịch tiêm vaccine tại thành phố triển khai chính thức từ ngày 22 tháng 7. Trong đợt này, thành phố thực hiện tiêm chủng tại nhiều địa điểm, bao gồm các địa điểm tiêm cố định và lưu động ở cộng đồng, bệnh viện. Trong đợt này, thành phố ưu tiên vaccine cho người lớn tuổi có bệnh nền. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, có 69.743 người lớn tuổi có bệnh nền đã được tiêm vaccine COVID-19. Cộng dồn sau 4 đợt tiêm chủng đến ngày 1 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêm vaccine cho hơn 1,7 triệu người. Tốc độ đã cải thiện rất rõ rệt khi các thủ tục quy trình được điều chỉnh sát thực tế. Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo an toàn trong tổ chức tiêm chủng, ngày 1 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành công văn khẩn liên quan đến công tác triển khai tiêm chủng. Đối tượng được tiêm vaccine thay đổi nhiều so với các đợt trước đây. Thành phố tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi. Các trường hợp có bệnh lý nền, người nghèo yếu thế, người dân trong khu vực phong tỏa. Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã lập danh sách tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, phân nhóm theo ưu tiên. Qua đó căn cứ số lượng người, quy mô điểm tiêm, công suất đội tiêm, địa phương sắp xếp lịch theo ngày giờ cụ thể để đảm bảo yêu cầu giãn cách. Toàn thành phố có 1.200 đội tiêm vaccine được huy động tối đa từ các lực lượng y tế nhà nước và tư nhân, tổ chức tại các điểm tiêm cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại khu dân cư. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí nhân lực làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng, không giới hạn số người tiêm trong mỗi buổi tiêm. Thời gian có thể kéo dài sau 18 giờ, số lượng trong một ngày của mỗi đội tiêm có thể hơn 200 người nếu đảm bảo được giãn cách và theo dõi sau tiêm. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được từ sự phân bổ của Bộ Y tế và tiếp nhận tại kho của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 2,5 triệu liều vaccine, trong đó có vaccine AstraZeneca, Pfizer, Verocell và Moderna. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.